Thơ và nhạc có mối liên duyên sâu nặng. Thơ là lắng đọng cảm xúc thông qua ngôn ngữ. Nhạc là nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt tình cảm, tâm trạng. Và khi giai điệu được cất lên từ lời thơ, tạo thành một mối liên duyên kỳ diệu. Xin mời mọi người thưởng thức những tác phẩm được phổ nhạc Nhớ về thôn Bạc của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Để, phổ thơ Đoàn Bình, qua phần trình bày của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Để. Xin mời nhạc sĩ. Nếu có dịp tôi sẽ về, về thăm thôn Bạc ấy, thăm con đường mình xanh bước bên nhau. Hàng mẹ xưa dù bóng đời trăng tàn, em yêu hơi có bao giờ em nhớ ai có về nơi thôn Bạc ấy. Dưới rừng tôi kiếm nhật ký năm nào, và nói rằng tôi vẫn bình an, luôn cầu chúc cho ai kia tròn mộng đời. Có nhiều đêm tôi thấy thấy mình nóng nồi, thèm một bờ vai khi ở cạnh một bờ vai, và thèm được gọi ai kia là công chúa, thèm được dặn hẹn năn nỉ vu vơ. Tới khi xưa nắng chiều đừng tắt vời, trăng đừng tàn, lá úa đừng rơi, và con đường kia đừng chia hai lối. Thì bây giờ đâu luyến tiếc một bờ vai, thì bây giờ đâu luyến tiếc một bờ vai. Nếu có dịp tôi sẽ về, về thăm thôn Bạc ấy, thăm con đường mình xanh bước bên nhau. Hàng mẹ xưa dù bóng đời trăng tàn, em yêu hơi có bao giờ em nhớ ai có về nơi thôn Bạc ấy. Gửi giùm tôi quyển nhật ký năm nào, và nói rằng tôi vẫn bình an, luôn cầu chúc cho ai kia tròn mộng đẹp. Có nhiều đêm tôi thấy thấy mình nóng nổi, thèm một bờ vai khi ở cạnh một bờ vai, và thèm được gọi ai kia là công chúa, thèm được dần hơn năn nỉ vu vơ. Vai khi xưa nắng chiều đừng tắt vội, trăng đừng tàn, lá úa đừng rơi, và con đường kia đừng chia hai lối. Thì bây giờ đâu luyến tiếc một bờ vai, thì bây giờ đâu luyến tiếc một bờ vai. Phải khi xưa nắng chiều đừng tắt vội, trăng đừng tàn,
lá úa đừng rơi, và con đường kia đừng chia hai lối. Thì bây giờ đâu luyến tiếc một bờ vai, thì bây giờ đâu luyến tiếc một bờ vai, thì bây giờ đâu luyến tiếc một bờ vai. Xin mời tác giả thơ Đoàn Bình lên nhận quà. Xin mời quý vị cho chàng pháo tay. Xin cảm ơn.